Sorry. I don't mean not the people, but the government. I hate the government. I'm from Shanghai. Shanghai? Yeah. In our city is more than 70,000 of Germans. And the Holland also as well. It's Shanghai, we have kind of mountains. Yes. Germany, yes. But it's not so green. Okay, okay. Okay, okay. But if you live here, let's hope that what was the name of the Chinese foreigner? China. Let's hope he dies. What can you do in Taiwan? Xin chào các bạn. Đây là Việt Nam. Nhưng mà đây là chỗ nào Việt Nam? Đây là Ninh Bình. Ninh Bình là một tỉnh cách đây khoảng 100 cây. Cách Hà Nội hơn 100 cây. Đây là một khu du lịch Tràng An rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Bạn đã đi Tràng An bao giờ chưa? Còn các bạn vào Tràng An nhá. Chúng tôi sẽ đi một chùa Phật giáo. Đây thời gian tham quan tầm 10 phút thôi. Tràng An. Đây là Tràng An, bây giờ chúng ta đi thăm một chủ và giáo nhá. Việt Nam Tràng Phủ Trưng Siêu Bế Dị. Wow, leo leo. Wow. Wow, chào các bạn. Đây là Ninh Bình. Bây giờ chúng tôi vừa mới xuống thuyền. Wow, sáng nay thằng Cang bên này đẹp quá. Khá là đẹp nhỉ.这个台湾游船，公子，等等，神仙古祠，越南高山峡谷的神仙古祠，传说这里住着神仙村的居民。越南古代的神仙府，古人为躲避战乱住在这里，山水风景秀美。Lu năng 2016 người ta quay phim ở đấy, ôi, sáng lên thắng cảnh khá là đẹp, Ninh Bình, Tràng An, Việt Nam, các bạn đã sang chưa? Lan kim bay nhìn chim san lưu suối, hai yêu chim phong chơi, xe ya ơn, y chen niên. Thần Tiên Cổ, 第三个岛。再去参观一个寺庙就结束喽。
Bye bye. Have a nice trip, man. Wow. 神仙谷，最后一个岛了。越南浪漫之旅开始了，我给他们买点水，给他们点自由时间转一转。得红乐的。库苏林长安宁平越南让人谈感卡拉德尼神仙府，这风景很棒哦。这里还有一个开福寺，坐落在神仙峡谷里边，景色异常秀美，吸引着很多国际游人到这里来。四御殿，这里有两副对联。长安游船，风景真的不错。远处有茅草屋，别有一番体验。It's like a real one. Now 到码头了，长安游船转完了。好了，朋友们，美丽越南浪漫体验，现在到此结束了，准备走了，拜拜。